Những ngày qua, một số tuyến đường tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu dán mã tích hợp lên biển báo tên đường. Người dân chỉ cần đứng gần mã này và mở phần mềm đọc mã, sau đó chụp ảnh mã trên bảng tên đường, chỉ trong thời gian ngắn thực hiện thao tác, thông tin được hiển thị bằng file ảnh, có kết quả tra cứu dễ dàng và đầy đủ thông tin. Thông tin tên đường cùng những sự kiện quan trọng liên quan đến tên đường sẽ được tạo mã QR riêng cho từng tuyến đường. Những thông tin này được căn cứ từ tiểu sử tên đường do Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp, Sở Giao thông Vận tải cập nhật vào phần mềm quản lý duy tu đường bộ. Việc lắp đặt bảng mã sẽ được triển khai lắp đặt thí điểm bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 tại một số tuyến đường tại quận 1 như giao lộ Lê Thánh Tôn Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn Baxter, Lý Tự Trọng Baxter, Lý Tự Trọng Đồng Khởi, Nguyễn Du Đồng Khởi, Lê Duẩn Công xã Paris. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ ghi nhận góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và người dân để tiếp tục hoàn thiện trước khi lắp đặt đại trà. Thì mình thấy nó rất là hay, như nó sẽ cho mình biết về thông tin của tên đường và nói chung là nó sẽ có đầy đủ những thông tin du khách nước ngoài họ tới, họ có thể quét vô và họ biết à đây là những lịch sử của tên của những anh hùng Việt Nam.